tương tác chia sĩ like nha mấy chị ơi. Hello chị Ri Hồ. Chị này đang xem like rồi, chấm tương tác lên giùm em nha. Hello chị Viên Viên nè. Rồi, hello chị Ngọc Lệ nè. Tương tác chia sĩ like lên giùm em, mình chốt hàng tặng đầu like nha mấy chị ơi. Rồi, tương tác chia sĩ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Em lên hàng tặng đầu like trước nè. Rồi chấm tương tác chia sĩ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi chờ em tí này em chia sĩ like đã. Tương tác chia sĩ like giúp em nha, để mình chốt hàng tặng đầu like nè mấy chị ơi. Còn đầm em mặc nè, đầm em mặc em sẽ tặng một cái màu đỏ, một cái màu đỏ là cho chị nào mà cuối like khi mà em like xong á thì em kiểm tra lượt chia sẻ nha. Chị nào có chia sĩ like nhiều nhất sẽ được tặng một cái đầm em đang mặc nhưng mà màu đỏ. Hôm qua là Nguyễn Hồng Ngọc Mai á, mà hôm qua em quên đăng hình mất tiêu. Rồi nha mấy chị ơi, cái đầm em mặc có màu xanh và màu đỏ, hai màu. Và cái mẫu này em sẽ tặng một cái màu đỏ cuối like nha. Cuối like khi mà like xong á, em kiểm tra lại lượt chia sẻ. Chị này mà chia sẻ like nhiều á, sẽ được tặng một cái đầm đỏ này nha mấy chị ơi. Đó. Đầm em mặc là có xanh, có đỏ, hai màu. Form 40kg đến 60kg là mặc ok vừa hết luôn. Mấy chị mặc muốn mặc lên thì mặc lên, muốn mặc trở vai thì mặc trở vai nha. Mặc sao cũng được hết luôn. Muốn mặc lên thì mặc lên giùm em nha, còn muốn mặc trở vai thì mình cứ mặc trở vai. Rồi ai lấy thì con mình rồi chốt em là chị nào có chia sĩ like chốt lên em là áo sọc nha, tặng áo sọc. Tặng áo sọc. Áo này thì 40kg này đến 65 70kg gì vừa hết giùm em luôn. Rồi chị nào có chia sĩ like rồi con mình lên giùm em là tặng áo sọc nha. Con mình lên em là tặng áo sọc. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nào có chia sĩ like rồi comment lên em là tặng áo sọc. Còn cái đầm em mặc em sẽ dành tặng một cái màu đỏ cuối like nha. Cuối like mà em kiểm tra em coi thử chị nào mà chia sĩ like nhiều á là cuối like sẽ tặng cái đầm màu em đang mặc màu đỏ. Còn bây giờ chị nào có chia sĩ like rồi thì comment lên giúp em là tặng áo sọc nha. Tặng áo sọc nha mấy chị ơi, tặng áo sọc. Đầm em mặc thì vải là siêu đẹp luôn, mấy chị muốn mặc trở vai hoặc mấy chị mặc bình thường cũng được hết luôn nha. Mặc trở vai cũng được, mặc bình thường cũng được luôn. Chờ em tí nha. Rồi bắt đầu em chốt áo sọc nha mấy chị ơi. Chị nào vô like rồi tương tác lên giúp em nha. Rồi lên zoom đi em. Cái zoom hồi nãy em đăng thôi chị. Zoom hồi nãy đăng rất là đẹp luôn. Em mới đăng lên xíu mà khách đặt mấy cái rồi á. Đầm em mặc là có hai màu, xanh đỏ hai màu. Rồi bắt đầu em chốt áo sọc này nha. 40kg đến 60, 65, 70kg gì vừa hết luôn nè mấy chị ơi. Rất là đẹp, hàng này hàng Quảng Châu nha. Mặc beo thoải mái, beo đẹp cho mình luôn. Nó là sọc nâu nè. Áo này em cũng có bán luôn nha. 40kg đến tầm 60, 65kg, 70kg gì vừa hết luôn. Bầu bì bon chen thoải mái. Rồi em chốt áo sọc này nha mấy chị ơi. Bắt đầu em chốt áo sọc này nè. Rồi bắt đầu chốt áo sọc này nha mấy chị ơi. Chốt áo sọc nè để em kiểm tra lượt chia sẻ. Tương tác chia sẻ like lên giúp em nè mấy chị ơi. Chị nào chia sẻ like nhiều cuối like em tặng cái đầm em mặc một màu đỏ nha. Rồi bắt đầu em chốt cái đầm cái áo này trước nè mấy chị ơi. Rồi bắt đầu em đang quét nha. Em chốt áo tặng trước nè. Comment lên em là tặng áo sọc mấy chị ơi. Tặng áo sọc nha. Comment lên giúp em là tặng áo sọc. Tặng áo sọc nha mấy chị ơi, tặng áo sọc nè, chị nào có chưa? Sĩ like rồi chốt em là tặng áo sọc.
tặng áo sọc nha, tặng áo sọc cho Thanh Thúy nè. Thanh Thúy tặng áo sọc. Rồi tương tác chia sĩ la lên giùm em nha mấy chị ơi. Thanh Thúy. Rồi Thanh Thúy tặng áo sọc nè. Rồi áo này em cũng có bán luôn nha, 40kg đến 60, 65kg, 70kg gì vừa hết luôn. Cái này bán giá tương tác 49.000 một áo nha. Áo này em cũng có bán luôn nha mấy chị ơi, giá là 49.000 một áo. Áo này em có màu nâu với màu xanh hai màu. Áo này có nâu với xanh hai màu, chị này mà được tặng nhớ mua hàng kèm theo nha, để em gửi luôn. Chào chị, em đứng đây đợi từ sáng giờ. Rồi, áo sọc này em cũng có bán nha, từ 40kg đến 70, 75kg gì vừa hết luôn. Cái này em có sọc nâu với lại sọc xanh luôn, hai màu. Sọc nâu với sọc xanh hai màu dùm em nha, 40kg đến 60, 65, 70, 75kg. Nói chung form nó rất là thoải mái, tại vì phần này là phần bo thun. Rồi, 49.000 nha, em có bán luôn mấy chị ơi, tặng xong rồi. Nhớ dùm em là chị nào có chia sẻ like nhiều, cuối like là em kiểm tra lại lượt chia sẻ. Chị nào chia sẻ like nhiều em sẽ tặng cái đầm em đang mặc mà màu đỏ nha. Trời ơi, vải rất là xịn, rất là đẹp luôn. Đầm này em có bán giá là 115.000 một đầm nha. Mặc lên trên hoặc là mặc trở vai gì cũng xinh hết. Đặc biệt ở này nữa nè mấy chị ơi, nó có dây rút. Đây, nó có dây rút giùm em nha. Rồi ví dụ như ai thích mặc ngắn đúng không, mình rút lên mình điều chỉnh lại. Rồi chị nào muốn mặc ngắn dài gì đó mình rút xong mình điều chỉnh giúp em nha. Rút xong điều chỉnh. Nó có phần dây rút nữa nè. Rút bao nhiêu điều chỉnh nha, còn không thích rút thì thôi, cứ bỏ cái form bình thường xuống. Bao đẹp luôn nha mấy chị ơi, 115.000 nha. Màu xanh, màu đỏ hai màu. Chị nào chia sĩ like nhiều cuối like tặng cái đầm này nha. Nói cái đầm em đang mặc màu đỏ luôn. Đây nha mấy chị ơi, ai lấy thì chốt giùm em nha. Mẫu em mặc giá là 115, có màu xanh và màu đỏ hai màu nha mấy chị ơi, xanh đỏ hai màu nè. Rồi sọc xanh với sọc đỏ hai màu giùm em nha. Tương tác chia sẻ like nha mấy chị ơi. Rồi cái set 115 nè, set 115 em về lại một ít nè. Có về lại màu thổ cẩm luôn nha mấy chị ơi. Bữa trước mấy chị hỏi thổ cẩm nhiều mà em hết á, hôm nay em về lại một ít à. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha. 115.000 nguyên một set, từ 40kg đến tầm 55-56kg là mình mặc vừa nha. Có nghề Thanh Tâm ơi, chị Thanh Tâm chọn thêm hàng nha, để có gì chiều nay em gửi đơn luôn. Rồi 40kg đến tầm 55-56kg mặc ok vừa nha. Set này em về lại thổ cẩm đồ. Đây thổ cẩm về lại luôn nè. 115.000 nguyên kẻ set 40kg đến tầm 55-56kg mặc ok vừa nha. Set này em có đăng hình thổ cẩm nha mấy chị ơi, thổ cẩm nè. Thổ cẩm màu vàng với lại hoa đỏ luôn nha. Thổ cẩm vàng với hoa đỏ luôn. 115.000 nguyên set. Tương tác chia sĩ like lên giùm em nha. Quần thì như nhau, chỉ khác màu áo thôi. Set 115 là quần như nhau nha, khác áo thôi mấy chị ơi. Đây. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha. 115.000 kèm màu. Cái hồi nãy là thổ cẩm, cái này là chốt em là màu vàng nha. Họa tiết vàng nè, nó cũng là dạng thổ cẩm luôn á. Chốt em là vàng nha mấy chị ơi. Hồi nãy là thổ cẩm, cái này là vàng nha. Và cái này là hoa cúc màu đỏ. Cái này là hoa cúc màu đỏ nha. Váy mặc 115 nha Diễm Hương ơi. 115 vải rất là xịn, rất là đẹp luôn nha. Cái này là hoa cúc giùm em. Rồi set 115 gồm áo cổ yếm với lại quần legging luôn này, em về hàng lại. Rồi màu vàng, hoa cúc màu đỏ. Ủa cái này là hoa hướng dương. Hoa hướng dương màu đỏ về thổ cẩm luôn nha. Đầm em mặc là 115, 40kg đến 60kg. Bầu bì là bon chen thoải mái luôn nha. Có màu xanh và màu đỏ hai màu. Xanh em mặc về màu đỏ nha mấy chị ơi, hai màu, giá 115.000 một đầm nha. Mặc trở vai cũng được, mặc lên trên luôn cũng được nè. Tương tác chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Chờ lấy đầm đang mặc cho em là đầm 115 kèm màu nha. Màu xanh này, màu đỏ này, hai màu 115. Cái zoom hồi nãy em đăng hình lại zoom này. 115.000 vải xịn đẹp cực kỳ luôn cái zoom này á. 40kg đến 60kg, 65kg người cũng vừa luôn á. Cái form nó làm rất là thoải mái. Và đặc biệt ở ngang eo là bo thun, mặc thoải mái cực kỳ, 115. Xịn đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đây cái đầm này mặc lên trên như thế này cũng được luôn nha. Giá 115. Zoom này em up hình nè, zoom dài luôn mấy chị. Ống thiệt to, thiệt rộng luôn.
Chị treo gì vải sâu chị? Ở sâu là xít bộ, xít ở sâu là đồng giá 165. Còn váy hoa cột dây form rộng không chị? Váy hoa hơn em, váy hoa hơn cột dây. Còn nha Diễm Hương ơi, cái dùm hồi nãy em up hình giá 115.000. Ở trước của nó mình mặc thành hai dây như thế này nha. Nó là dùm dài luôn mấy chị ơi. Vải siêu đẹp luôn nha. Về phía sau nó hở lưng như thế này nè. Phía sau hở lưng, cái này chị nào sợ hở lưng có thể phối thêm mấy bờ re bên trong cũng được nha. Dễ thương lắm mấy chị ơi, 115.000 cái dùm này. Về cái ống của nó là ống rộng và hai túi là hai bên là có hai túi hai bên luôn. Đẹp lắm, chị nào keo keo rồi mặc rất là dễ thương. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Nè ngang eo nè, bo thun mấy chị nhìn cái ống quần nè, đẻ lắm luôn á. Cái này em cũng có lấy một cái rồi nè. Mặc lên nó sen sen sao mấy chị ơi. Chị Bích Hiếu dùm đang cầm nè. 115 giùm em nha. Ai lấy dùm thì chốt lên giúp em nè. 115.000. Ok Diễm Hương. Dùm em cầm 115 nha. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em. Đầm cổ yếm cột dây đây nha Diễm Hương ơi, chỉ còn vài màu nè. Mỗi màu cái nè. Đầm cổ yếm này giá 115, cột nơ ngang eo 40kg đến 60, 65 bầu bì bông chen thoải mái hết luôn. Nhi Kiều một dùm nè, mấy chị có mua dùm đi không? Bây giờ mà hối hận luôn á. Vải siêu đẹp luôn mà giá cực kỳ là rẻ, mặc lên là thấy nó sang lắm mấy chị ơi. Mặc lên nhìn nó sang lắm luôn nha. Chị nào lấy dùm đồ chốt em dùm 115.000 dùm. Chị Nhi Kiều. Rồi cái đầm cổ yếm nè, có dây cột eo. Mấy chị muốn cột eo thì cột eo làm băng đô cũng được luôn nha. Đây. Đầm nè. Đầm maxi form rộng. Cổ là dạng cổ yếm dùm em nha. Cổ yếm. Rồi dùm này. Dùm này em có màu này chốt em là lon màu 115. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Nó kèm theo cái dây cho mình. Thích mặc mấy chị có thể là cột eo, hoặc mấy chị có thể làm băng đô cũng được nha. 115.000. Còn maxi không hả chị, có hoa rộng ngang gối không? Hoa rộng ngang gối hơn. Để chị coi bây giờ còn mẫu gì ta. Rồi cái này nha, lon màu 115. Hoa vàng 115. Hoa vàng 115 nha, maxi dạng này nè. Còn mỗi màu cái thôi mấy chị ơi. Rồi hoa vàng 115 nha. Và cái này là beo 115.000 beo à. Lấy kiểu maxi 115 em còn mấy cái màu này. Beo nha, 115 beo. Đẹp lắm mấy chị ơi. Maxi đang cầm chị Vivi ơi, chị bán màu giùm em nha. Cái này là beo à, lon màu. Ok chị Vivi lon màu. Đẹp lắm, 115.000. Vivi lon màu 115. Lon màu em còn cái nữa nha. Lon màu hoa vàng và beo be màu. Bây giờ là còn mỗi màu một cái. Lon màu beo sen luôn 115.000. 40kg đến 60, 65 bầu bì bon chen thoải mái. Đẹp sang cực kỳ mấy chị ơi. Này mặc chụp hình đẹp lắm nè. Mặc xong rồi chụp hình xong rồi chỉnh màu lại đẹp lắm. Rồi em còn be màu nha. Hoa vàng, beo và cái này là lon màu. Ai lấy thì chốt lên giùm em. 115.000 một đầm maxi nha mấy chị ơi. 115 một đầm maxi. Còn cái dùm ai lấy thì chốt lên giùm em nha. Dùm 115. Sang rất là đẹp luôn. 40kg đến 60kg, 65kg keo keo cũng mặc ok vừa luôn á. Vải xịn đẹp lắm lắm luôn dùm em. Đương nhiên là phải lòi. Tại vì ở sau là hở thì mấy chị có thể mặc những cái áo bờ re như em bán nè. Nó hở cũng không sao. Đây cái loại bờ re này nè mấy chị ơi. Ở sau nó hở lưng thì đương nhiên nó sẽ bị một là mình mặc những cái loại áo mà nó ôm cái ngực tới này, nó dán ngực, còn không mình mặc áo bờ re loại này giùm em nha. Đây mấy chị ơi, cái loại này không, loại này cũng sẽ lòi dây, loại này em có bán loại này đó. Ví dụ mấy chị mặc áo ngực dạng như này, nó mảnh nha, thì nó hở ra xíu cũng dễ thương chứ không có sale hết, nhìn nó không có kỳ đó. Phía sau là một cái dây ngang que thôi mấy chị nào mà mình có, mình một là mình dán ngực, còn hai mình mặc cái áo ngực dạng tới đây thôi, nó cúp tới đây thôi nha.
Còn ví dụ như mẹ hồi giờ không mặc những cái dạng đó, chị mua é bờ rê này, nó có lòi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là một cái sợi dây ngang que, nhìn nó không có kỳ, nhìn giống như là mình phối é bờ rê bên trong với lại cái dâm vậy, chứ không có giống như cái dây áo ngực của mình nha. Dây áo ngực nó có cái cài á, nhìn nó kỳ. Còn áo này thì không có gì hết. Áo này em bán là nhiêu quên tay, 49.000 cái, hai cái là 85.000. 49.000 cái nhân hai cái 85. Đây nha, áo này thì em có màu đen, màu trắng, màu da luôn, ba màu. Đen trắng da ba màu, 40 kg đến 60 kg mặc ok vừa hết. Đó là mình phối với lại những cái áo này nè, nó lòi sợi dây thôi, nó không có sale hết. Rồi đây em nha. Ai lấy thì chốt lên nha mấy chị ơi, trắng đen da ba màu, 49.000 cái, mua hai cái là 85.000 hai cái. 85.000 hai cái giùm em nha. Trắng đen da ba màu. 40 kg đến 60 kg mặc ok vừa luôn á chị, sờ cái vải là ân liền luôn á, rất là mát luôn á, mát cực kỳ và rất là mịn nha. Một cái là 49.000, mấy chị mua hai cái là 85 nha, mình lấy hai cái hai màu cho rẻ. Chị Vy Vy nè, màu đen, chị Quyên đồ một đen một da. Rồi lấy màu gì nữa chốt lên giùm em nha. Vy Vy đen, nguyên đoàn đen với da, 49.000 cái, hai cái 85 mấy chị ơi, rất là tiện luôn. Bây giờ mình mua mình để dành, khi nào mình còn mình mặc, chứ để nhiều khi tới lúc còn mấy chị tìm thì nó không ra. Cái này em về đúng một đợt à. Một cái 49, hai cái là 85 nha mấy chị ơi. Một cái là 49.000, hai cái là 85.000. Em lên màu lần nữa rồi em que mẫu nha. Rồi màu trắng này 40 kg đến 60 kg mặc ok vừa hết giúp em nha. Màu trắng, màu đen và màu da be màu. Rồi đẹp lắm mấy chị ơi, be cưng luôn nè. Rồi đen trắng dê be màu. Cái này em nghĩ ai cũng phải còn có một cái hai cái mấy chị ơi. Nhiều khi trường hợp mình cần á, mình có anh mặc liền. Cái vải của nó rất là mịn, rất là đẻ luôn, siêu mát luôn á. Màu đen, màu dê và màu trắng giùm em nha. Váy em mặc chất vải của nó dạng như chất vải thô vậy á, nhưng mà rất là mịn, rất là đẹp nha mấy chị ơi. Nhiều chị nghe vải thô sợ thô cứng, nhưng mà không phải nha, cái tên của nó thôi à. Cái này nó mịn mát, rất là dễ chịu, nhìn cái vải nó rất là sang luôn nha. Ngọc Ân một đen một da. Rồi chị nào lấy áo này nữa thì chốt màu lên giùm em nha. Trắng đen da be màu, mua hai cái 85.000, rất là rẻ. Rồi ok, Nguyệt Tồ váy đang mặc màu xanh 1/15. Váy mà có màu đỏ nữa nha. Bờ rê này mặc siêu thích, nhẹ mẹ thoáng nữa. Cảm ơn chị Như Kiều. Cái này mình mặc trở vai cũng được luôn nè. Mấy chị thích mang trở vai. Còn mấy chị thích mang lên trên như hồi nãy cho nó dễ chịu, thoải mái thì mình mặc lên trên luôn nha. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em. Có màu khác không? Đứng xe thì nhìn thử. Dạ có màu đỏ nữa nha chị. Có màu đỏ luôn. Màu đỏ. Rồi em đang mang là màu xanh. Thích cái tay nhất luôn. Cái tay nó có độ phồng mấy chị ơi. Bao cân luôn giùm em nha, cái này đẹp lắm em nói thiệt, vải cũng đẹp nữa. 115.000 có màu xanh, màu đỏ hai màu. Xanh nè, đỏ nè, hai màu lên giúp em. Trở vai cũng đẹp, lên trên cũng được luôn. 40 kg đến 60 kg, bầu bì bông chen thoải mái. Bao dễ thương luôn nha mấy chị ơi. Xanh nè, đỏ nè, hai màu lên giùm em nha. Nó có rút nữa, nói chung là nó có rút nè. Rút đây. Chị nào thích rút ngắn ngắn á thì mình rút xong mình điều chỉnh lại giùm em, mình cột lại nha. Nó có rút nữa, rút xong mình điều chỉnh lại. Còn không thích rút thì cứ mặc bỏ vô form bình thường như thế này thôi cũng được nha. Màu xanh, màu đỏ hai màu, giá 1/15. Đây chị Vân Anh lấy thì chốt lên giùm em nha. Thích rút thì rút, không thì cứ để form bình thường như thế này, bao dễ thương. Màu xanh, màu đỏ hai màu, em đảm bảo với chị nhận hàng ưng ý liền luôn, chất vải rất là xịn và rất là đẹp nha. Trang Trang Nguyễn màu xanh. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó thì em 1/15. 1/15 xanh đỏ hai màu mấy chị ơi, 115.000 à, cũng còn vài cái. Xanh đỏ hai màu 1/15. Rồi ai lấy màu gì chốt màu đó thì em nha. Một xanh một đỏ chị Vân Anh. À không, ghé 1 giờ anh 7 giờ chị Trang Trang Nguyễn ơi. Tại vì sáng chị like có mình nè. Ghé 1 giờ anh 7 giờ chị nha. Sáng like có mình. Một xanh một đỏ này cho chị Vân Anh.
em còn đúng một cái xanh cuối cùng và một cái đỏ cuối cùng, ai lấy thì chốt lên giúp em nha. Ê, còn hai xanh một đỏ. 40 kg đến 60 kg bầu bì bông chen được hết luôn, mặt trở vai cũng được, mặt lên trên cũng được, beo cưng luôn nha. Chất vải rất là xịn và rất là đẹp. 115 nha mấy chị ơi, giá 115. Đây cái quần 49.000 còn vài cái. Cái quần 49.000 là mấy chị ơi, cái này biết sao không? Nó rất là đẹp, chất vải rất là xịn, dày dặn, rất đẹp và lưng siêu keo, có hai túi hai bên. Cái này nó bị cái là form nó hơi to cho nên là em sale luôn giá rẻ 49.000. Cái này chị nào mà tầm 55 đến 70, 80 kg gì đó, 90 kg thì mặc ok vừa hết luôn. Còn chị nào mà hơi nhỏ nhỏ người xíu á, cái này mình chỉ cần mở cái đường chỉ này ra, mình rút bớt cái dây thun ra. Vậy như mình mở cái đường chỉ cho đường may nè, mình kéo sợi dây thun ra cắt bớt rồi may lại bỏ vô trong là mặt nó sẽ ôm vô trong người của mình nha. Lưng thun. Rồi lưng siêu keo, ai lấy quần 49 chốt lên giùm em còn vài cái. Quần 49.000 quần nha. Một cái quần cho hai hương hồ. Quần 49.000 mấy chị ơi. Form nó hơi to nên bán rẻ luôn á, chất vải đẹp lắm. Rồi ai lấy quần 49 thì chốt lên giùm em nha, quần 49.000 một quần. Rồi set beo 69.000, cái này đang sale 69. 40 kg đến tầm 55 kg 1m6 men vừa em nha. 40 đến tầm 55 kg 1m6 men vừa, set beo 69.000, cả quần cả áo luôn. Ai lấy beo 69 chốt lên em là beo 69.000 nha, nguyên set mấy chị ơi. Nguyên set nha, 69.000 beo. Rồi tương tác chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Beo giùm em nè. 69.000 nguyên set nha. Quần đó em có một cái à. Có một màu à, một màu đen à. Rồi beo 69.000 set beo mấy chị ơi. Ai lấy beo 69 thì chốt lên giùm em nha. Beo 69.000 beo nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Beo nha. Beo chị Cherry Hồ 69 em đang sale. Nhớ giùm em nha, chị nào mà chia sẻ like nhiều á, nhiều nhất luôn á, cuối live em sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ. Chị nào chia sẻ like nhiều nhất sẽ được tặng cái đầm em đang mặc màu đỏ nha. Sẽ được tặng cái đầm em đang mặc màu đỏ, cuối live em kiểm tra lại nha. Chị nào có chia sẻ like mà chia sẻ like nhiều nhất á, rồi thì được tặng cái đầm em mặc màu đỏ nha mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu khác nha. Đồ em tối ghi lấy ok Nhi Kiều nè. Ok chị Nhi Kiều. Rồi chờ em xíu nha. Tương tác chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Ok. Đầm em mặc là còn một xanh một đỏ cuối cùng nha, ai lấy thì chốt lên giùm em. Rồi đầm vàng 120.000, 40 kg đến 60 kg, bầu bì bông chen thoải mái mấy chị ơi. Ai lấy vàng chốt lên là vàng 125, thun rất là xịn, chất rất là đẹp luôn nha. Thun xịn đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi, chất mát lạnh mịn cực kỳ và rất là co giãn. Rồi cái phần này nó chạy viền cho mình luôn nè, nó phối màu vô nha mấy chị ơi. Phối màu vô rất là đẹp. Chốt em là vàng 125. Ai lấy vàng 125 cơ mình lên giùm em là vàng 125 vàng nha mấy chị ơi. Vàng 125 giùm em nha. Rồi ai lấy vàng chốt em là vàng 125 nha mấy chị ơi. Vàng 125.000. 40 kg đến 60 kg, bầu bì mấy chị bông chen thoải mái hết giùm em cái vàng này nha. Đầm em mặc 115, em còn đúng một xanh một đỏ là em hết hàng luôn nha mấy chị ơi. Còn đúng một xanh một đỏ cuối cùng là em hết hàng nha. Ai lấy thì comment lên giùm em. Rồi cái vàng 125 nè. Vàng 125, ai lấy vàng chốt như vàng 125. Đầm em mặc chị nào lấy đúng không mấy chị ơi, xanh đỏ hai màu nha. Xanh đỏ hai màu, đầm trắng, đầm suông thun trắng cổ trụ. Đầm này 40 kg đến 60 kg mặc vừa luôn á.
40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn giúp em nha mấy chị ơi. Đầm trắng với 120.000, vải đẹp lắm luôn. Sau là ship bộ nha Ngọc Ân ơi, ship bộ phía sau là đồng giá 165 nha. Chị là muốn coi mẫu nào thì nói em, đồng giá 165.000 bộ phía sau. Rồi đầm trắng này, chỗ này là có hình con gấu, là hình thêu. Gấu là hình thêu giùm em nha. 120.000, à lấy đầm trắng 120 chốt lên liền giùm em là trắng. Giá 120.000 đầm trắng mấy chị ơi. Rồi trắng 120 giùm em nha, cổ là cổ trụ nè, hình con gấu là hình thêu, vải rất là đẹp luôn. À lấy trắng 120 chốt lên liền giùm em là đầm trắng nha, 120.000 đầm trắng mấy chị ơi. Trắng 120 nha, trắng 120. Rất là đẹp nha mấy chị ơi. À lấy trắng 120 chốt lên giùm em nha. Trắng 120.000 trắng. Rồi áo bờ re này em còn đúng ba cái cuối cùng là hết hàng, bao xịn bao đẹp luôn. Bờ re này giá là 69.000. Đầm trắng nó có một màu nha Kim Lạnh ơi, một màu nha em. Áo bờ re rất xịn và rất đẹp, 69.000 một áo này, em còn đúng hai ba cái là em hết sạch luôn nha. 69.000, 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn mấy chị ơi. Đây xịn đẹp lắm luôn giùm em nha. 69.000 bờ re rất là nâng ngực. Nâng ngực cực kỳ là tốt luôn giùm em nha. Mút ngực beo dày dặn, beo đẹp, siêu nâng ngực. Rồi ai lấy thì comment lên giùm em là bờ re 69.000. Bờ re 69.000 nha. Mẫu này mà không lấy là tiếc luôn mấy chị ơi. Còn đúng ba cái cuối nha. Ai lấy bờ re chốt lên em là bờ re giá 69.000. Bữa em nhận đồ ngủ cưng muốn chết luôn. Cảm ơn Kim Lạnh. Ai lấy thì chốt em là bờ re nha, 69.000 bờ re. Bờ re 69 giúp em nha mấy chị ơi. Ôi cái này cưng lắm luôn á. Chị nào lấy bờ re 69 thì lên giùm em bờ re nha, 69.000 bờ re. 69.000 bờ re lên giùm em nha. Rồi tương tác chia sẻ like nha mấy chị ơi. Rồi cái đầm trắng này là cổ nó phối viền nha. Đầm trắng này cổ phối viền, ở dưới là đuôi cá. 120.000, 40kg đến 60kg mặc ok vừa giúp em nha. Để em thay mẫu này. Đẹp lắm mấy chị ơi, 120.000. 120.000 rất là đẹp. Chấm tương tác chia sẻ like cái vải thun này rất là xịn luôn á. Vải thun này xịn cực kỳ mấy chị ơi, 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn giùm em. Thay đi chị, do em hơi mập, màu trắng sợ mập. Trắng này nó là dạng form suông giùm em nha. 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn, giá là 120.000. Đó dạng đuôi cá. Dạng đuôi cá nha mấy chị ơi, chất vải dày dặn, rất là mịn, rất là mát luôn. 40kg đến 60kg mặc ok vừa em nha. Chốt em là trắng 125. Có cái cổ nó phối màu. Trắng 125 nha, lấy trắng 120.000. Trắng 120 nha mấy chị ơi, cổ phối màu nè. Chị nào lấy trắng chốt em là trắng nha, 120.000 đầm trắng. 120.000 đầm trắng. Là xịn chưa? 120.000 màu trắng giùm em nha. Ta lấy trắng 120 chốt lên em là trắng 120. Rồi áo này 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn, áo 79.000. Trời ơi hàng Quảng Châu là chất xịn. Cái này hàng của nó luôn à. Hàng hiệu của nó luôn á. Cái mẹt, cái túi nè, chung một cái hiệu luôn á. 79.000 chốt em là áo 79.000 kìm màu. 40kg đến 60kg vừa luôn nha mấy chị ơi. Chốt em là áo 79.000 kìm màu. 79.000 màu tím, 79.000 màu da, hai màu. Xịn lắm luôn nha mấy chị ơi, áo này hàng Quảng Châu. 40kg đến 60kg mặc ok vừa giúp em nha. Màu tím. Tím hot hit. Đầm em mặc có một màu nha, thanh nga, 120.000 đúng một màu. Nó dạng đuôi cá phía dưới nè, đuôi cá. Và nó phối màu nha, rất là dễ thương, tay nè.
120, cái vải này nhận hàng là xịn lắm luôn ấy. Chị Kiều Thanh Kiều màu kem 79 à. Kiều Thanh Kiều kem 79, em còn màu tím nha. 79 ngàn còn màu tím. Xịn đẹp lắm luôn mấy chị ơi, cái này không lấy là tiếc luôn á, 79 ngàn đơn giản. Nè, đẹp cực kỳ. Chốt em là tím 79 ngàn màu tím. 40kg đến 60kg ok vừa nha, co giãn lắm luôn. Chất vải xịn đẹp cực kỳ. 79 ngàn còn màu tím nha. Rồi ai lấy tím 79 chốt lên em là tím 79 ngàn màu tím mấy chị ơi. 79 ngàn màu tím thôi dùm em nha, áo này còn màu tím mà, đẹp lắm. Làm em mặc đúng một màu. Rồi đen 120, 40kg đến 55-56kg mặc vừa. Đen 120, cái này đúng cái màu đen luôn, 120 ngàn. Cổ bẻ ra cái vải thun này xịn quá chừng mấy chị ơi. Rồi đẹp lắm luôn nha. Chốt em là đen 120. Rồi tương tác chia sẻ like lên dùm em nha mấy chị ơi. Đen 120 nha. Rồi cái này đẹp lắm á, 120 ngàn giúp em nè. Đẹp lắm, có đúng một cái. Ai lấy đen chốt đen, form này 40kg tầm 55-56-57kg. Chốt thun co giãn nha, cổ là cổ trụ. Nó có phối màu cho mình, cái chỗ hình này là hình thêu. Hình này hình người ta may nổi lên trên luôn, rất là đẹp. 120 ngàn chốt em là đen nha. Chấm tương tác chia sẻ like mấy chị ơi. Rồi đen giùm em, đen 120 cái đầm đen này nha. Thun đẹp cực kỳ. Đẹp lắm mấy chị ơi, thun này ghiền luôn, nhận hàng là ghiền luôn. 120 ngàn giúp em nha, màu đen 120. Đen 120. Làm em mặc có chị nào lấy không? Làm mặc đẹp lắm á. Vui ké, rất là dễ thương nha. Đầm đen á hả? Đen là 120 thôi nha, ai lấy đen chốt đen 120. Áo chống tuột bên em là em còn size 38 màu đen và màu da mấy chị ơi. Chống tuột đang mặc bên trong nè. Trời đẻ lắm luôn. Rồi, nút của nó nha. 56-57kg lại vừa luôn cái đầm đen này. Đen này mặc vô nhìn người của mình rất là gọn nha, 120. Rồi ai lấy đen chốt đen giùm em nha, nó chạy viền lắm nè. Viền này là viền trắng, này là viền nổi luôn chứ không phải là viền này, nó nổi lên luôn nè mấy chị ơi. Kết người ta phối vải vô cho mình á, cái hình này là hình may nổi lên trên. 120 vải đẹp nha. Chốt em là đen 120 ngàn đầm đen. Đen 120 nha mấy chị ơi. Đen 120. Đen 120, ai lấy đen chốt lên em là đen 120 nha. Đen 120. Nón cối này 59 ngàn, cái này mình đội cũng được mấy chị ơi. Quê khách em người ta mua người ta đội á, đội được luôn á. Nón em bé nhưng mà mình người lớn mình đội cũng được luôn. 59 ngàn một cái. Nón này 59 ngàn một cái nha, em có màu kem nè. Mình đội cũng được luôn mấy chị ơi, mấy bé nhỏ nhỏ tầm 2-3 tuổi trở lên này đội được, mình đội cũng được luôn nè. 59 ngàn cái giùm em nha, mua cặp hai mẹ con đội chung, chụp hình. Rồi, nón cối 59 ngàn, em có màu kem, màu hồng, màu vàng, màu xanh. Và cái em đội là màu da nha, cái em đội là màu da. Màu da cái chỗ này nó là hình cái kem nè, đẹp lắm mấy chị ơi. 59 ngàn nón cối giùm em nha, lấy nón cối chốt em, nón cối 59 ngàn nha. Màu da, màu hồng nè, màu kem, màu vàng nha mấy chị ơi. Và cái này là màu xanh. Nón cối giùm em nha, 59 ngàn một cái. Ai lấy nón cối thì chốt lên em nha. Màu này là màu da, mình em bé đòi được, mình đòi cũng được luôn á. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em nha. Nón cối 59 ngàn, beo cưng luôn, beo vé luôn nha mấy chị ơi. Màu da nè, màu hồng nè, màu kem, màu vàng và màu xanh nha. Nó em còn ít, giá 59 ngàn cái, beo vé. Ai lấy nón cối thì chốt lên giùm em là nón cối nha. Rồi em quay mẫu khác nha mấy chị ơi. Quay mẫu đầm đen này, đầm đen tiểu thư. Tương tác chia sẻ like lên giùm em nha.
đen tiểu thư giá 100, giá 125.000, có màu đen một màu duy nhất. 40kg đến 60kg. Trời, 65kg cũng vừa. Bầu bì bông chen được luôn, giá 125.000. Đẹp quá mấy chị ơi. Cái này bầu to mà cũng được luôn nè, bầu to men cũng được luôn nha. 125 chứ em này đen tiểu thư 125. Xịn đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Nè ở trước con nó nè. Phối vô rất là cưng. 40kg đến 60, 65kg bầu bì bông chen thoải mái. Ai lấy đen tiểu thư chốt em là đen tiểu thư 125 nha. Đen tiểu thư 125 nha mấy chị ơi. Chấm tương tác chia sĩ la lên giùm em nha. Rồi chấm tương tác chia sĩ la nha mấy chị ơi. Đen tiểu thư 125. Đen tiểu thư giá 125.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha. 40kg này đến 60, 65kg bầu bì là bông chen được luôn á. Vải rất là đẹp, vải đẹp cực kỳ, thun co giãn, cái phần trên nó phối vải. Rồi có nơ phía trên cho mình luôn nha. 125.000. À lấy đen tiểu thư, chốt em là đen tiểu thư 125 nha mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á, bầu bì bông chen thoải mái. Đen tiểu thư 125. Khăn tắm giùm em nha, khăn tắm này em bán là chị nào mua lẻ là 75.000 một cái, mình mua ba cái là 200.000 nha, ba cái ba màu giá 200. Khăn tắm này khổ là khổ 70 nhân 140 giùm em nha. Khổ 70 nhân 140. Khổ 70 nhân 140. Khăn tắm em có màu là màu hồng nè, màu xanh nhạt nè, màu da, hồng xanh nhạt da, màu nâu nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, siêu thấm nước luôn nha. Màu tím nè. Khăn tắm 75.000 cái, mua combo ba cái là 200.000. Màu tím, màu ruốc nè, em đưa màu trước xong rồi em bung ra cho mấy chị coi nha. Màu nâu, nói chung ship, ship một ship bê cá là bê màu khác nhau 200.000. Rồi có những màu đó, em bung cái mấy chị coi nè. Bung màu tím nha. Em quay khăn xíu xong em quay lại quần áo. Khăn này giá là 75.000 một cái, siêu thấm nước luôn mấy chị ơi. Thấm nước cực kỳ tốt nha. Khổ là 70 nhân 140. Đây. Khổ 70 nhân 140 giùm em nha. Khăn tắm quấn hết mình luôn. Quấn cho em bé hoặc là quấn ẩm đi hoặc là tắm xong mình quấn lại. Siêu thấm nước, rất là ấm, rất là mịn luôn nha mấy chị ơi. Giặt xong phơi cũng rất là nhanh khô. Khăn này em bán lẻ là 75.000 cái, chị nào mua combo ba cái là 200.000 nha. Ba cái là 200. Ai lấy khăn thì chốt khăn lên giùm em nha mấy chị ơi. Khăn này ba cái là 200 nha. Chị nào lấy khăn con mình lên em là khăn. Chắc chắn vừa nha chị Kiều Phạm ơi. Chắc chắn vừa, nó là vải thun mà chị. Co giãn cực kỳ tốt luôn. 59kg mét, mét 6 là chắc chắn vừa luôn á chị. 125 nha, cái đầm này em thấy đẹp ghê luôn á. Rất là sang, rất là đẹp, 125.000. 40kg đến 60kg bầu bì bông chen được hết luôn nha. Đầm em mặc 125, ai lấy thì chốt lên nha mấy chị ơi. Mai Nguyễn muốn coi xít nào chị, xít sọc hay xít hoa? Xít áo B9000. Chị Kiều Phạm đen 125, cho em địa chỉ số điện thoại nha Kiều Phạm ơi. À, cho cô xít beo sau lưng ok chị, xít beo. Chị Kiều Phạm lên em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi xít này 39.000, xít này xít em Tri Ân nè, còn sốt một xít 39.000. Ok chị Mai Nguyễn mà. À, lấy ship B9 chốt em nha, 40 đến tầm 55kg mặt vừa. Bên trong một cái áo đen, bên ngoài cái áo trắng. Ship này kẻ ship B9. Trong một cái áo này, ở ngoài áo này nha. Chốt em là ship B9. Đẹp lắm. Ship B9 nha, à, lấy ship B9 chốt em là ship B9. Rồi, chị Kiều Phạm lên địa chỉ trên like giùm em nha. Em xin đúng lần, buổi sau mình mua thì em không có xin lại nữa nha. Kiều Phạm.
đeo 165.000, quả này chất mango rất là đẹp luôn nha. Váy xuân cô tông có gì Thanh Tuyền ơi, size B9 ngắn không? Không ngắn đâu chị, éo trong mới dài mà. Chị Cherry Hồ éo B9. Chị Kiều Khẽ ơi, lên địa chỉ trên live. Chị Kiều Phạm ơi, chị cứ cho địa chỉ trên live mà em xong rồi bên em lưu lại chị xóa cũng được nha. Còn nếu như inbox qua thì inbox qua liền giúp em. Bên em hồi giờ em để ý luôn á, khách mà trên live không có xin được địa chỉ là sau live em gọi cũng được luôn. Đó, cái nó còn sale á. Hồi giờ luôn em để ý từ lúc em live tới giờ trên live mà không xin được, khách nhắn tin qua liền thì có thông tin. Còn ví dụ như mà khách mà không có nhắn qua liền, tí hồi cuối em live xong em có gọi khách, khách cũng nghe máy. Hồi giờ nó vậy luôn mấy chị ơi, không biết sao nữa. Cho nên giờ cho em địa chỉ trên live luôn nha, cho xong bên em lưu lại mình xóa đi cũng được. Còn nếu như inbox thì inbox qua liền giúp em nha. Chắc chắn vừa nha chị Mai Nguyễn 165. Đẹp cực kỳ, đẹp xuất sắc. 165.000 size bell, chất mango. Xịn đẹp lắm luôn, 165.000, 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết giùm em. Quần nãy sau là quần lưng thun. Chất này siêu đẹp, 165.000 giúp em nha. Ok Thanh Tuyền nè. Rồi A lấy bill ở sau rồi bo thun hết nha mấy chị ơi, 165.000. A lấy bill comment lên liền giùm em là bill 165 bill. Bill 165.000. Đây nha mấy chị ơi, bill 165. Quần này ở sau cũng có lưng thun giùm em nha, 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết. Chị nào lấy bill 165 thì comment lên là bill nha. Kẻ ship 165.000. Đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Bill kẻ ship 165. $165.000 nguyên kẻ ship bill nha. Dạ rồi, ok chị Mai Nguyễn nè. Rồi chị Mai Nguyễn lên địa chỉ trên live giúp em nha chị Mai Nguyễn ơi. Rồi Kiều Phẹp đem lên thêm đầm thun có gì vậy chọn luôn nha. Chị Mai Nguyễn cho em địa chỉ luôn nha. Rồi áo này áo hoa cúc 55.000, 40kg tầm 55kg mặc vừa. Chỗ em là hoa cúc 55. Hoa cúc 55. Chữ nâu 55 nha mấy chị ơi, hoa cúc 55.000, chữ nâu 55.000 em lên đầm thun nha. Dạ cảm ơn chị Mai Nguyễn nè. Rồi cái này là chữ nâu 55, cái này là hoa cúc 55. Chữ nâu 55, hoa cúc 55 nha mấy chị ơi. Rồi em lên đầm thun nè cho mấy chị chọn luôn. Tầm kem 99.000 nha, lấy kem 99 chốt lên giùm em, 40kg đó tầm 57-58kg mặt vừa. Chốt em là đầm kem 99.000 đầm kem nha mấy chị ơi, 40kg đó tầm 57-58kg mình mặc ok vừa luôn nha. Rồi ai lấy thì chốt em là kem 99.000 đầm kem. Đây nha mấy chị ơi, 99.000 đầm kem thôi giúp em nè. Chốt thun rất là đẹp, 99.000 đầm kem. Đỏ 105.000, 40kg đến 60kg mặc vừa cái đầm đỏ này luôn nha. Đỏ dưới này đuôi ké. Đỏ dưới này đuôi ké 105.000 đầm đỏ. Chị lấy đỏ 105 chốt lên liền em là đỏ 105 nha. Kem 99 đó chị Kiều Phạm. Đỏ 105 chị nào lấy đỏ chốt em là đỏ 105 nha. Đỏ 105.
và em đỏ 105. Rồi đầm hoa hồng 125, ai lấy hồng 125 chốt rồi giùm em nha. 40kg đến tầm 50 54kg trở lại vừa. 40 đến tầm 54kg chốt em là hồng. Hồng nha mấy chị ơi. Hồng 125.000 đầm hồng. Đầm hồng 125, ai lấy hồng 125 chốt rồi giùm em nha. Hồng 125.000 đầm hồng. 40kg đến tầm 54kg là mang vừa em nha. Beo cưng luôn, giá 125, ngang eo là bo thun. Màu hồng beo đẹp luôn nè. 125.000, ai lấy hồng 125 chốt luôn giùm em nha. Hồng 125.000 đầm hồng. Đẹp lắm mấy chị ơi. Cổ của nó nè. Mấy cái hoa nhí nhí màu hồng. Chất vải beo cưng luôn. 125 nha, chốt em là hoa hồng 125. Rồi ai lấy hoa hồng 125 chốt luôn em là hoa hồng nha mấy chị ơi. 125.000 hoa hồng. Rồi cái này chốt em là hoa xanh 40kg đến tầm 57-58kg mặt vừa luôn. Chốt em là hoa xanh. Có đầm bông cúc bi à, bông cúc em hết rồi, khẽ Di ơi, đợt sau ơi. Đợt sau nha chị. Rồi cái này chốt em là hoa xanh 40kg đến tầm 57-58kg mặt vừa, hoa xanh 125. Chị Phương Võ, chiều nay em gửi nha Phương Võ ơi. Chiều nay là gửi nha chị. Rồi ai lấy thì chốt lên giùm em nè, hoa xanh 125.000, hoa xanh 40kg tầm 57-58kg mặt ok vừa. Chốt em hoa xanh 125 nha, hoa xanh 125. Hoa xanh 125 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy hoa xanh của mình lên em là hoa xanh 125, hoa xanh. Tương tác chia sẻ like lên giúp em nha. Có đầm hai dây hoa không chị? Có luôn nha Khẽ Di. Chị Kiều Phạm, hoa hồng 125. Hai dây có nha, để em lên mẫu. Kiều Phạm hồng 125. Nằm cô Tâm còn mấy mẫu đó à, em ơi, không xuống. Hình như còn một mẫu nữa đó, chị lên luôn nè. Rồi 40kg đến 60kg mặt vừa luôn. Chốt em là mèo 105. Có xỉ nha mấy chị ơi. Chốt em là mèo 105. Phơm 40kg đến 60kg mặt vừa luôn. Chị nào lấy đầm mèo 105. Chốt em là mèo 105 nha. Mèo 105.000 đầm mèo. 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn giùm em nha mấy chị ơi. 40 đến 60kg mặc vừa hết nha. Chốt em là đầm mèo 105.000 đầm mèo. Đầm mèo 105 nha. Ai lấy mèo 105 chốt là em là mèo 105.000 đầm mèo. Đầm hai dây còn. Rồi đầm này đầm 2 dây tầng, giá là 99.000, 40kg đến 60-65kg mặt vừa luôn giùm em nha. Chị nào lấy 2 dây, chốt em là 2 dây 99.000 đầm 2 dây. Đầm 2 dây 99.000 đầm 2 dây giùm em nha. 40kg đến 60kg bầu bì 65kg cũng vừa luôn á. Bầu bì bông chen thoải mái. Ai lấy thì comment lên giùm em nha. 2 dây tầng 99.000, 2 dây tầng. 2 dây tầng 99.000 giùm em nha mấy chị ơi. Rất là đẹp nha. Vôn. Rồi, 2 dây tầng 40kg đến 60kg màu bì bông chen được luôn. Ai lấy 2 dây tầng comment lên giùm em là 2 dây tầng. Giá là 99.000. 2 dây tầng giá 99.000. Rồi bộ sọc 89.000, form 40kg đến 60kg mặt vừa. Form 40kg đến 60kg mặt vừa nha, chốt em là sọc 99.000 bộ sọc. Nè, lưng nè, beo thoải mái. Bộ sọc 99.000 giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc 99 chốt lên giùm em là sọc nha, 99.000 bộ sọc. Sọc trắng xanh beo đẹp luôn, vải này mặt mát cực kỳ luôn mấy chị ơi.
Rồi tương tác chia sĩ la lên giùm em nha. Rồi chốt em là sọc, bộ sọc 89.000 bộ sọc. Ai lấy sọc 89 chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Sọc 89.000 sọc. Rồi áo này 40kg đến 70kg vừa luôn nha. Áo này 40 đến 70 vừa luôn á. Áo này giá là 89.000, chất thun rất là xịn, rất là đẹp. Cho nên lấy áo 89 chốt lên em là áo 89.000. Rồi ai lấy áo 89.000 chốt lên giùm em nha. Vải xịn đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rất là co giãn cực kỳ tốt nha. Giá là 89.000. Có đúng một màu duy nhất. Ai lấy áo 89 chốt lên em là áo 89.000 nha mấy chị ơi. Form là form to, giấu quần luôn. Cái này bầu bì bon chen được luôn nha. Bầu bì bon chen được luôn. Ai lấy thì comment lên giùm em là áo 89.000. Áo 89.000 nha mấy chị ơi. 40kg đến 60, 65, 70kg vừa luôn. Áo 89, chị là lấy áo 89 chốt lên em là áo 89 nha. Áo 89 nè, áo. Rồi áo beo này 59.000, 40kg đến tầm 52, 53, 54kg mặc vừa. 40kg đến tầm 52, 53, 54kg trở lại giùm em nha. Rồi cái này chốt em là beo vàng, 59.000 beo vàng nha mấy chị ơi. Beo vàng giá 59.000 beo vàng. Ai lấy beo vàng comment lên em là beo vàng 59 nha. Đây rất là đẹp luôn mấy chị. Beo vàng 59.000 beo vàng. Chị là lấy beo vàng chốt lên là beo vàng 59. Beo vàng 59 giùm em nha. Beo vàng 59.000. Cái này là yếm nha mấy chị ơi, yếm keki. Kèm mình cái đồ cài cho mình. Yếm keki, con này form to tầm từ 55kg đến 60, 65. Cái này bầu bì bon chen thoải mái giùm em nha. 55kg đến tầm 60, 65kg mặc vừa. Yếm này nó không có kìm áo. Yếm này không kìm áo nha mấy chị, giá là 69.000, yếm không kìm áo. Rồi chất keki rất là mịn, rất là mềm luôn nha, không có thô cứng, không có khó chịu, nó có túi ở đây nè. Và ở sau nó có hai túi phía sau luôn. Có hai túi phía sau giùm em nha. 69.000 mấy chị, về phối với lại áo sơ mi, áo thun gì đó, màu đen, màu trắng rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy yếm chốt lên em là yếm nha. Yếm 69.000 yếm. Yếm 69.000 giùm em nè. Đầm em mặc là vải thun mấy chị sumo ơi, phần này nó phối vải keter rất là mịn luôn. Còn cái phần em, phần này là phần thun nha, đẹp lắm, 125, 40kg đến 60kg mặc vừa, thun đẹp không chị. 125 một đầm nha, đẹp lắm luôn. Cái này em còn đúng hai cái cuối cùng. Ai lấy yếm 69.000 chốt em lại yếm 69 nha mấy chị ơi. Rồi cái vải đẹp lắm luôn. Bởi cái là form nó hơi to, mua về bóp là hai bên cũng được. Rồi chốt em là yếm nha, 69.000 yếm. 69.000 yếm. Làm em mặc lại chất khung mấy chị. Yếm 69.000. Rồi caro 75, 40kg đến tầm 55kg mặt vừa. Có một màu nha chị. Hai bên to nhiều nha chị Vân Anh ơi. Hai bên to nhiều á. Ồ không không, nhỏ chị. Được á, có size, có size. Có một cái size nhỏ nè. Vân Anh có một cái size XL nè, lấy thì chốt em XL chị mặc chắc vừa. Cái kia nãy size kia tới size 2X, 3X không à. Cái này có một cái size XL. Rồi đầm chờ em xíu nha. XL là form vừa phải luôn nè, Vân Anh lấy chốt giùm em nha. Form này em mặc cũng được nữa, XL. Cái này mặc vừa nè chị. Có một cái form nhỏ nè, em mặc là vừa luôn. Rộng rãi thoải mái nha, cái này là form vừa phải nè. Rồi lấy chốt em là yếm 69. Có cái form nhỏ nè. Yếm 69 nha, cái này là XL, cái này em cầm ở tới BXL luôn. 69.000. Dạ rồi, ok chị Vân Anh. Lên đầm đi chị ơi.
Đầm em mặc đúng một màu đen. Đầm đi sumo lấy thì chốt em nhan đầm 125. Nhận hàng là ưng ý, là rất là đẹp. Ok chị Vân Anh. Em biết L69 à. Caro 75, 40kg đến 55kg mặt vừa, hàng Quảng Châu, chất caro xịn mịn đẹp nha, không có bị thô cứng như cái hàng của mình lên đâu. Tay là tay bo thun, ở dưới cũng là bo thun, nhúng nhúng rất là đẹp luôn. Chốt em là caro 75.000, caro 40 tầm 55kg mặt vừa, 40 tầm 55kg mặt ok vừa. Chốt em caro 75, cái này không lấy tiếc luôn á, trời rất là đẹp mấy chị ơi. Chất caro hàng Quảng Châu, mấy chị nhìn cái vải của nó nè, xịn xịn rất là đẹp nha. 75.000 caro màu xanh á, caro xanh beo cưng. Chốt em caro 75 tay bo, ở dưới cũng có bo luôn. Chốt em là caro 75.000, đầm em mặc 125, 40kg đến 60kg, bầu bì bon chen được. Ở sau có nút cài phía sau giùm em nha, ở sau có nút cài. 125.000 đầm em mặc, a à, lấy thì chốt lên giúp em nha. Đầm mặc 125. Áo này 75.000. Đầm mặc 125, áo này 75, chốt em là caro 75.000. Áo chống tuột, em đang mặc bên trong luôn nè mấy chị ơi. Chống tuột đang mặc bên trong luôn nè. Rất là non, không bao giờ tuột luôn. Áo chống tuột em chỉ còn duy nhất size 38, em còn màu da, màu đen hai màu. Áo chống tuột nha, còn màu da, màu đen hai màu. Size là size 38 nha mấy chị ơi. Rồi, để em lên đầm, xong này em lên đầm. Cái áo này, cái dây này khách em qua nhà coi á, nó ủa sao nó có một dây ơi. Nhưng mà cái này đâu phải là cái dây đeo lên trên đâu, tại vì nó để là chống tuột rồi mà nó đâu có thể nào làm cái dây trên vai như thế này. Cái dây này nè là mình cài phía trong đây mấy chị ơi. Đó, nó có nè, nó có đồ cài cho mình nè. Mình cài phía trong cho nó chắc chắn, đảm bảo là nó không có tuột, nó vừa với cái lưng của mình. Khi mình mặc vô là mình cài trong cái lưng nè, xong bắt đầu là cài thêm lớp ở ngoài rồi mới chị thấy chắc chắn không. Nhưng mà em mặc á là em không có cần cái dây này luôn, em mặc không luôn à, đang mặc bên trong luôn nè à. Không tuột không gì hết, mấy chị vận động mạnh, nhảy chạy nhảy cũng không tuột. Đấy nha. Đó, dây này là cài ở trong giùm em. Chứ không phải là mình để chống tuột rồi thì đâu có, người ta đâu có làm hai dây lên trên làm gì đâu, thì đâu gọi là chống tuột nữa. Đó, 79.000, còn duy nhất size 38, màu đen màu da, còn đúng mỗi màu 1 cái 2 cái à. A à, lấy chú em chống tuột nha. Chống tuột 79.000, beo đẹp. Đặc biệt là không tuột không rớt. Rồi ở phía trước có cài trước luôn, rồi cài sau, ở trong thêm sợi dây nữa, chắc nịch luôn mấy chị. A à, lấy thì chốt lên em là chống tuột nha, kìm size. Size 38 còn màu đen màu da hai màu. Size 38 còn đen còn da hai màu nha. A à, lấy chống tuột, chốt em là chống tuột. Chống tuột màu đen, chống tuột màu da hai màu. Rồi áo này, áo này giá là 59.000, 40kg đến 60kg, mặc ok vừa hết giùm em nha. Hai dây phối ren nè, dạng áo bị giùm em nha. 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết luôn. A à, lấy thì chốt em là đen. Đen nha mấy chị ơi, đen 59.000 áo đen. 59.000 áo đen giùm em nha, 59.000 áo đen. Ở San Thuận máy kim đang like. Rồi bộ này giá là 95.000 một bộ em nha. Cái này em có hai màu, màu xanh. Ship chị cho em, chị Văn Hiền, chị Văn Hiền Nguyễn là đơn chị là cái gì chị ta? Alo. Đang like đồ. Dạ, sao? Dạ không. Em like nha, có gì lát nữa em gọi lại. Chiều chiều gọi lại, dạ dạ. Rồi xí này cho xin bộ đen trắng ở sau đi em, ok chị. Chị Anh Thư Nguyễn màu trắng. Rồi xí đó
sau đồng giá 165 để em lên nha. Bộ này 90 95 ngàn, bộ này 95 ngàn, áo ngực chống tuột. Bữa trước chị lấy size gì vậy Văn Hiền Nguyễn ơi? Ngực chống tụ bữa trước chị lấy size gì chị? Bộ trắng đen ở sau là bộ hoa cúc 165. Đây bộ hoa cúc nha chị, cái này 165 ngàn, chất quả mango rất là đẹp luôn. Màu 36 màu da dạ Văn Huyền Nguyễn ơi. Bây giờ chị đổi qua màu đen giùm em được không? Màu đen được không chị? Tại vì bữa trước em chỉ quăng, em review mà em không có quăng hàng, cuối cùng bị thiếu. Bây giờ chị đổi với màu đen giùm em được không? Rồi bộ hoa cúc 165 40kg đến 60kg mặc ok vừa giùm em nha. À lấy hoa cúc 165 chốt lên giùm em nè. Bộ hoa cúc 165 ngàn. Bộ này em có màu luôn mấy chị ơi, bộ này có màu luôn nha. 40kg đến 60kg mặc ok vừa giúp em nha. Ở sau là toàn bộ phía sau là bo thun phía sau. Quần cũng có bo thun phía sau, áo cũng vậy luôn nha mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mặc ok vừa nha. Chốt em là hoa cúc 165 ngàn, hoa cúc. Một xít là 165 nha, hàng này hàng chất đẹp lắm mấy chị ơi. Em bán 165, chỗ khác người ta bán keo á. Áo chống tuột là còn size 38 rồi nha chị. Chị Văn Huyền Nguyễn ok chị nè. Chị Văn Huyền là do đợt trước, Văn Huyền Nguyễn là đợt trước đặt mà em thiếu hàng. Có một cái màu đen khách mà em thấy lâu lâu không ghé, em để về chị luôn nè. Đầm đang mặc cho Nguyễn My 125. Chống tụ em còn size 38 nha chị, màu đen màu da hai màu. Xít hoa cúc 165 em có màu phía sau nữa để em lên màu nha. Dạ rồi ok chị Văn Hiền Nguyễn nha chị ơi. Rồi em lên màu nè. Đây lên màu nha. Cái hoa cúc trắng đen cái vải là chất mango cho nên là 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa. Còn những cái màu còn lại là chất lụa hàng nha, von lụa hàng nha mấy chị ơi. Đây những cái màu em chuẩn bị em lên là chất von lụa hàng nha, chỉ có hoa cúc trắng đen hồi nãy là mango. Rồi em lên màu nè. Cái chất lụa hàng này thì để em coi form. Lụa hàng này form tầm 56 57 kg trở lại em nha, 56 57 kg 1m6 trở lại. 40kg đến tầm 56 57 kg 1m6 nha. Rồi màu beo cưng luôn mấy chị ơi, hoa 165 ngàn. Beo giá. Chất von hàng, von lụa hàng rất là đẹp. Rồi chốt em là mã số 1 nha. Không cái này chốt em là hoa màu à. Này màu gì trời, màu gì dễ thương quá vậy nè. Chốt em là hoa kem nha, hoa kem. Nó là kem nhạt nhạt nè, hoa kem. 165 ngàn hoa kem. 165 ngàn hoa vàng. Muốn coi kỹ thì nói em nha, em bung ra mấy chị coi kỹ. Hoa vàng 165. Chỗ em là hoa đen 165 ngàn hoa đen. Hoa đen 165 nha. Muốn coi kỹ thì nói em sẽ đưa cái màu đó kỹ lên. Muốn coi kỹ màu nào nói. Này chỗ em là hoa màu kem nha. Hoa màu kem 165 ngàn hoa kem. Đẹp xuất sắc nha mấy chị ơi. Hoa kem 165, hoa kem giùm em nha. Hoa kem 165 ngàn. Rồi hoa này hoa trắng mấy chị ơi, hoa màu trắng ngà ngà nha. Hoa trắng 165, hoa trắng. Áo sau là tất cả là có bo thun, và quần ở sau cũng là có bo thun luôn nha. Hoa trắng. Và cái này chốt em là hoa tím.
Hoa tím nha, hoa tím đẹp cực kỳ luôn, 165 ngàn một bộ mấy chị ơi. Hoa tím nè, muốn coi kỹ màu gì thì nói em nha, em sẽ lấy cái màu đó cho mấy chị coi thiệt kỹ. Hoa tím nè, hoa màu màu trắng giùm em nha, trắng ngà ngà. Hoa tím, hoa trắng. Hoa tím này, hoa trắng. Rồi hoa đen nha mấy chị ơi, hoa đen nè, hoa đen 165 giùm em nha, hoa đen. Hoa này chốt em là hoa màu da mấy chị ơi, hoa màu da nha. Hoa màu da. Đen, da. Hoa vàng và hoa màu kem. Màu kem này đẹp lắm, cái màu này lẹ lẹ nè mấy chị ơi. Hoa màu kem giùm em nha, hoa màu kem. Rồi cái này hoa màu vàng, 165 ngàn bộ, ai lấy chốt lên giùm em. Vàng, kem. Vàng, kem. Và hoa cúc nha, hoa cúc trắng đen, chất mango 40-60 cái mẫu này. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha. Hoa cúc trắng đen, lấy hoa cúc trắng đen, chốt em hoa cúc trắng đen 165 ngàn nguyên set. 165 nguyên set hoa cúc trắng đen giùm em nha. Rồi ai lấy thì chốt giùm em nha mấy chị. Trắng đen, có beo nữa. Beo cũng là mẫu đó luôn nè. Beo 165 beo. Chốt beo 165. Beo giùm em nha, 165 beo. Beo cưng, beo đẹp, beo cũng chất mango. Chị dây dứt lấy hoa kem. Rồi lên địa chỉ trên live giúp em nha chị ơi. Rồi địa chỉ trên live giùm em nha. Beo đẹp luôn, hoa kem. Đầm em mặc còn cái nè mấy chị, ai lấy thì chốt giùm em nha. Rồi dây giúp em địa chỉ trên live luôn nha chị. Cái đầm 2 dây hoa nhí 129 ngàn. 2 dây hoa nhí 129, form 40kg, tầm 52kg, mét 6 vừa. Đầm maxi nha mấy chị ơi, maxi 2 dây. Dạ rồi, cảm ơn chị nè. Rồi cái này chốt em là 2 dây nha mấy chị ơi, 2 dây 129 ngàn. Rồi cái này chị nè keo keo, mặt đẹp lắm. 129, hàng là hàng Quảng Châu, chất rất là đẹp. Maxi dài 2 dây, chất thun siêu xịn và rất là mát. 129 ngàn, 40kg tầm 52kg mặt ok mà em nha. 40kg tầm 52kg mặt ok vừa, hoa nhí màu kem đất nè. Dây có điều chỉnh keo thấp luôn, được xịn đẹp cực kỳ, 129. 129 chất rất là xịn và rất là đẹp giúp em nha. A à, lấy gì comment lên mà em là 2 dây 129 ngàn. Cái này đẹp lắm, 2 dây 129 giùm em nha. A à, lấy 2 dây 129 chốt, chất mát cực kỳ luôn, mát lắm mấy chị ơi. Rồi 129 giùm em nha, mặc lên beo cưng luôn á. 40kg tầm 52kg mặc ok vừa. Dày, dày dặn nè, mà mát lạnh luôn. Chốt em là 2 dây 129, 2 dây. 2 dây 129 nha mấy chị ơi, 2 dây 129. Đầm em mặc đầu like hồi nãy này, em còn cái xanh một cái đỏ cuối cùng 115 ngàn. Em còn một xanh một đỏ 125. Ai lấy thì chốt lên em nha, mặc cổ lên trên, mặc trở vai cũng được luôn. Form to rộng rãi thoải mái, 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn. Bầu bì bon chen được nha. Chốt em là xanh 115, đỏ 115. Xanh 115 nè. Xanh 115, đỏ 115 giùm em nha. Rồi ai lấy thì chốt lên nha mấy chị ơi. Xanh 115, đỏ 115. Cái đầm đầu lai mặt. Rồi bờ re riêng nè. Bờ re riêng cái này mấy chị phối với lại những cái áo khoác mỏng, những cái áo sơ mi mỏng mỏng hoặc là áo vest đồ cũng đẹp nha. 45 ngàn một cái, mua 2 cái là 85 ngàn 2 cái. 45 ngàn một cái nha, 2 cái là 85 ngàn 2 cái. Bờ re riêng, em có riêng đỏ nè, riêng trắng, riêng đen. Ủa không, hình như là có đỏ, có đen thôi. Đỏ và đen. Đây, bờ re này có đỏ và đen hai màu. 45 ngàn cái, mua 2 cái 85 ngàn.
đây nha mấy chị ơi, phối là áo sơ mi mỏng mỏng hoặc là áo khoác mỏng hoặc là áo vest gì đó, mặc bên trong nhẹ nhàng bao cân luôn. 45.000 một cái nha, à mua hai cái là 85.000 hai cái. Đây nha mấy chị ơi, màu đỏ màu đen hai màu, ai lấy thì chốt giùm em nha. Bre đỏ đen hai màu. Ren nè, chốt em là ren kìm màu nha. Ren 45.000 kìm màu, đỏ đen hai màu. Rồi hai dây tím 99.000, 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn. Rồi bao đẹp mấy chị ơi, 40kg đến 60kg bầu bì bông chiên thoải mái, nó là dạng hai dây. Mùa hè mình mặc, mùa nóng mình mặc hai dây, tới mùa lạnh mấy chị có thể phối áo trắng bên trong thành dạng yếm được nha. Mùa lạnh mình mặc thêm áo trắng bên trong thành dạng yếm, bao cân luôn. 99.000 một đầm. Chốt em là hai dây 99.000 hai dây. Ở dưới nè, nó có một cái lớp sấp ly phía dưới mấy chị ơi. Hàng này hàng von hai lớp, mịn đẹp nha, hàng Quảng Châu. Chất rất là xịn và rất là đẹp. Phần dưới có sấp ly nè, dập ly cho mình nè. Phần dưới có dập ly. Hoa tím mấy chị ơi, nền đen hoa là hoa tím nha. 99.000, chốt em là 2 dây 99. 2 dây 99 nha mấy chị ơi. Chị Ân Nguyễn nè, ren đỏ với đen. Ok chị Ân Nguyễn. 2 cá 85 nè. Rồi cái này chốt em là 2 dây 99.000, 2 dây mấy chị ơi. 2 dây 99 giùm em nha. Đẹp lắm luôn nè. À lấy 2 dây 99 chốt lên liền giúp em là 2 dây 99.000 2 dây, bao cân luôn á. 99.000 2 dây giùm em nha. 2 dây 99. Chốt em là bi đen 99.000. Đen 99.000. 40kg đến 60, 65kg bầu bì bông chen thoải mái. Chốt em bi đen 99.000 đầm 2 dây nha. Rồi 2 dây bi đen 99.000, 2 dây bi đen, đẹp lắm mấy chị ơi. Mình mặc mùa hè mặc 2 dây, tới mùa lạnh phối thêm áo trắng bên trong thành dạng yếm nha. Dễ thương cực kỳ. Hàng Quảng Châu von 2 lớp, 40kg đến 60, 65 bầu bì bon chen thoải mái. Chốt lên giúp em là đen nha, 99.000 đen. Rồi đen 99.000 màu đen nha mấy chị ơi. Đen 99. Cái này có màu xanh nữa. Xanh nữa nha Nhung. Đen 99, xanh 99 giùm em. Rồi đẹp lắm, cái này màu xanh, xanh nhạt á. Lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha mấy chị ơi. 99.000 đen, 99.000 xanh. Cái này màu xanh nha. 40kg đến 60, 65 bầu bì bon chen được, 99.000. Xanh 99. Rồi đen 99 luôn. Xanh 99.000, đen 99.000. Có tăng đơ kéo lên không chị? Không em. Ở cái này nó không có làm tăng đơ, cái này chịu khó. Ví dụ như bị rộng, thâu dây giùm em nha. Ở nhà mình tự thâu được nè. Alo. Phải em. Hồ Nhật, em tới chưa? Chung cư ở trong cái đường Đặng Thái Thân đúng không em? Bây giờ em hỏi người ta đường Bơ Be á, em vô đường Bơ Be vô nhà số 10 giùm chị nha. Gần đó luôn á, gần đó luôn, em hỏi người ta chỉ dễ hơn. Rồi, rồi. Rồi cái này không có tăng đơ nha Nguyễn Linh ơi, cái này thâu dây lại nha. 99.000. Rồi ai lấy chốt em là xanh 99, đen 99 và hoa tím 99 nha. Hoa tím 99 nè. Bi đen 99 và xanh 99.000, 40kg đến 60kg mặc ok vừa giúp em nha. Áo Mickey 75.000, có màu tím và màu hồng hai màu. Áo Mickey 75 nha mấy chị ơi, 40kg đến 70kg vừa luôn, có màu tím nè với màu hồng này hai màu. Màu tím màu hồng hai màu, chốt em là áo Mickey kìm màu. Tím 75.000, hồng 75. Rồi ai lấy áo Mickey chốt em là áo Mickey kìm màu nha, chất vải rất là mát luôn mấy chị ơi. Màu tím và màu hồng hai màu. Giá là 75.000 áo, 40kg đến 70kg vừa luôn nha. 40kg đến 70kg vừa luôn. Ai lấy thì comment lên giúp em nha mấy chị ơi. Tím 75, hồng 75. Rồi tím 75.000, hồng 75.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt nha mấy chị ơi.
tím 75, hồng 75, áo tập 59.000. Chị nào lấy nâu 59, chốt em là nâu 59, 40kg đến 60kg mặc ok vừa luôn. Chốt em là nâu 59.000 màu nâu nha. Nâu 59.000 màu nâu. Riêng này 49.000 một cái, mấy chị mua 2 cái là 89.000. Không phải, 2 cái là 85, 1 cái là 49. 1 cái là 49, 2 cái là 85 nha. Này em có màu đen nè. Bre riêng có màu đen, màu xanh, màu vàng và màu trắng. Hello. Ở đâu em? Em đi được luộc rồi. Rê riêng hồi nãy nha mấy chị ơi, có màu trắng nữa nè. À lấy thì chốt giùm em nha. Là trắng đen vàng xanh luôn. Trắng đen vàng xanh luôn bốn màu. Trắng đen vàng xanh luôn bốn màu giùm em nha. À lấy thì chốt nha mấy chị ơi. Bre riêng á. Bre riêng lên đầm nha. Rồi em lên mẫu khác mấy chị ơi. Rồi cái này là set Kero nha, 125.000, 40 đến tầm 55kg mặt vừa nguyên set luôn. Quần là quần lưng thun, lưng rất là cao, ống là ống bo mấy chị ơi. Quần là quần lưng cao, ống là ống bo nha, ống bo. Có nha Nguyễn My ơi, đầm sâu là đầm hay bộ, cái ở sâu là bộ nha Trang Hè ơi. Ở sâu là bộ nha chị. Bộ sâu đồng giá 165, muốn coi mẫu nè nói em nha, em lên màu. Rồi, cái set này kẻ set luôn 125.000 nguyên set, 40kg đến tầm 55-56kg mặt vừa. Rồi em có hai túi hai bên luôn nha mấy chị ơi, có hai túi hai bên luôn á. Chốt em là Kero 125.000 nguyên set.
hai túi hai bên nha mấy chị ơi, sâu rộng nè, quần là quần lưng thun và lưng rất là keo, dưới ống là có bo luôn dùm em nha, dưới ống là có bo luôn á. Rồi 40kg tầm 55-56kg mặc ok vừa. Chị nào lấy thì chốt lên dùm em là caro mấy chị ơi, xếp caro 125 nha, xếp caro 125.000. Ở sau là xếp nha Trang Hè ơi, cái đầm em mặc từ 40kg đến 60kg mặc ok vừa. Cái này là nó cột cột dây nha, cột dây hai bên. Đầm này giá 115, 40kg đến 60, 65 bầu bì bon chen được nha mấy chị ơi. Cái đầm này em có màu đỏ, màu xanh hai màu. Cái này cột nơ hai bên dùm em, là cột nơ hai bên. Cột nơ hai bên có đỏ với xanh hai màu nha mấy chị ơi. Cột yêu ta. Chị đã lấy đầm này chốt em nha, 115.000, màu đỏ màu xanh hai màu với 115. Nó là cột nơ trên vai nha mấy chị ơi, cột nơ trên vai. Nhà này dạng maxi dài như thế này. Mình cột xong mình điều chỉnh lại giùm em nha. Mấy chị cột mấy chị bỏ trước cũng được, hoặc là thích bỏ ra sau thì mình cột xong mình bỏ ra sau cũng được nha. 125.000 một đầm. 115.000 một đầm. 115 có màu đỏ với màu xanh hai màu nha mấy chị ơi. Ở dưới của nó lại có bèo tần như thế này nha. 115.000 có màu đỏ, màu xanh hai màu. Chị nào lấy đầm này chứ là đầm kìm màu nha, đỏ xanh hai màu maxi. 40kg đến 60, 65 bầu bì bông chen được luôn nha. Bầu lớn mặc cũng được luôn á. Rồi màu xanh và màu, màu xanh và màu đỏ hai màu nha mấy chị ơi. À lấy thì chốt lên giùm em nha, xanh đỏ hai màu. Xanh đỏ hai màu, đầm bi 69.000. Đầm bi 69 40kg đến 60kg mặc vừa. Bi này 69.000 dùm em nha, 40kg đến 60kg mặc vừa luôn á. Em thử cái đầm bi với chị coi. Đầm bi 69. Bi này ở dưới nó bo mấy chị ơi, bo thun. Trường hợp mình mua về mình không thích cái bo thun này, nó làm dạng cái kiểu là đầm bí. Bi đen nè, nó làm cái kiểu là đầm bí ở dưới nè, mình không thích nó mình mở em dây thun ra nha, nó sẽ suông từ trên xuống dưới luôn. Đầm đen nha mấy chị ơi, nó làm kiểu bí ở dưới nè, bí bo thun ở dưới nè. Rồi, vậy như mình không thích bo, nó có một cái đường chỉ ở đây. Mấy chị cắt bỏ đường chỉ giùm em là nó sẽ không có bo nữa nha. Nó sẽ không bo nữa. 69.000. A à, lấy bi đen chốt bi đen 69. Đẹp lắm mấy chị ơi. Chị Trang Hè bi đen 69.000 giùm em nha. 40kg đến 60kg mặc ok vừa hết. 69.000 bi đen mấy chị ơi. A à, lấy bi đen chốt bi đen 69. Đẹp lắm. Nó làm kiểu bí ở dưới nè. Không thích bí thì cắt bỏ cái ruồng thun ra giùm em nha. A à, lấy bi đen 69 chốt em là bi đen 69.000. Rồi áo này giá 49, em có sọc nâu và sọc xanh hai màu mấy chị ơi. Áo này 49.000 nha. Sọc nâu và sọc xanh hai màu. Sọc nâu, sọc xanh hai màu giá là 49.000. Quần này em còn size 28, giá là 75.000 một quần.
Quần này còn size 28 nha mấy chị ơi, 75.000 quần nè, size 28, quần short green. Short green size 28 giùm em nha, giá 75.000. À lấy short green chốt cho em là short green nè. Short green nha mấy chị ơi, lấy short green chốt, short green 75.000 size 28. Chốt rất là đẹp nha, giá là 75.000 size 28. Để em thử sọc nâu mấy chị coi, 49.000 nha. Có sọc nâu và sọc xanh hai màu. Rồi áo này có sọc nâu, sọc xanh hai màu mấy chị ơi, mặc cổ lên trên như em hoặc mấy chị mặc trở vai cũng được. Mặc cổ lên trên hoặc mặc trở vai cũng được. Áo này 49.000. Áo này 49.000 nha, chị nào lấy sọc nâu chứ này sọc nâu 49. Đó mặc trở vai cũng được hoặc là mặc lên trên cũng được. Form to thoải mái như em nha. Đầm hoa có cổ còn nha Tuyết Trần ơi. Còn như 1-2 mẫu à. Để chị coi thử rồi chị lên nha. Áo mặc là 49.000 nha mấy chị ơi. Sọc là sọc nâu này, mặc trở vai cũng được, mặc lên trên cũng được luôn. Sọc nâu với sọc xanh hai màu dùm em nha. 40kg đến 60, 65, 70kg mấy chị mặc vừa luôn. Áo đâu form to thoải mái. 49.000 chốt là áo sọc kìm màu. Sọc này sọc xanh, sọc em là sọc nâu nha. Không thích mặc trở vai thì mặc lên trên luôn. Nó dạng cổ như thế này. 40kg đến 60, 65, 70kg vừa luôn nha mấy chị ơi. Sọc nâu, sọc xanh hai màu nha. À lấy sọc màu gì chốt màu đó giùm em. Nâu xanh hai màu. Nâu với xanh hai màu nha. À lấy chốt rồi giùm em nha mấy chị ơi. 49.000 sọc nâu, sọc xanh hai màu. Đầm hoa mày có cổ hình như còn một mẫu, hai mẫu à. Hoa có cổ thì còn mẫu này 99.000 dạng baby doll màu vàng. Chốt là hoa vàng 99 nha. Hoa vàng 99 và hoa xanh 129.000. Hoa vàng này là 99.000. Rồi hoa xanh là 125. Hoa xanh là 125 nha. Rồi em nghĩ nha mấy chị ơi, tầm 1 giờ. 1 giờ la lại nha, 1 giờ la lại. Hoa xanh nha mấy chị, hoa xanh 125, hoa vàng là 99.000. Hoa vàng 99, hoa xanh 125. Rồi em nghĩ nha mấy chị ơi, tầm 1 giờ lai lại nha.